ơn những người ở lại, respect những người đi qua. Tâm trí rất cố chống chạy nhưng tim tao bảo thành công không xa. Những đêm nằm còn chưa kịp ngủ nhưng gà đã gáy chân tao phải chạy. Deadline hay 4/7 nhưng hôm nay gọi ứng hoài không say. Tao cố lại tỉnh bản thân quyết định đưa gà phải luôn sáng suốt. Những bát cơm trong cơn âu lo nhưng vì cuộc đời đã phải gắn nút. Tao không biết ngày mai ra sao và thực tại sẽ như thế nào. Những nỗi đau sẽ được chuyển hóa từ tự nhận xét sang khát gào man. Tao vẫn cười, tao vẫn nói, dù tao biết rằng họ chỉ dối thôi. Nếu như tao phản bác lại, chẳng khác gì là tao đang chối tội. Bản thân muốn làm việc đúng, nhưng họ cười và bảo rằng tao sai. Nhưng mẹ tao đã từng dạy dòng máu trong người của con là sao sai. Anh vẫn nhớ, vẫn còn nhớ mà cô gái ngồi sau xe anh. Dù mưa hay nắng góc đường vẫn đứng đợi. Đôi mắt long lanh ngày đó đã bị bản tính anh làm cho đỏ hoe. Nếu như ơn trên không cắm, anh luôn phải gọng bàn tay và chở che. Baby girl, anh xin lỗi vì đã đến. Nhưng đến bây giờ tìm đủ mọi cách thì hâm tâm anh cũng chả quên. Được hình bóng đó, cả nụ cười, hay quán quen không để tên. Anh xin lỗi vì những lời hứa hay tương lai không thể đến. Dưới hiên nhà là cơn mưa đang từng chút một giọt xuống. Chóng tan trường, ngoài hàng bạn, quán cà phê chạy vội đến. Ngồi tâm sự về tuổi trẻ kéo dài thanh xuân bằng khói thuốc. Những chuyện buồn, ly bia đắng và những cuộc hẹn không nói trước. Xin cảm ơn những người bạn đã luôn bên khi khó khăn. Chặng đường đời dù có dài hay đầy gãy và chó săn. Và nếu được thêm một lần tuổi trẻ ta cũng xin quyết được sống hết mình. Và nếu ngày mai ta không còn gặp người ta giữ lại là những bức hình man. Đi về đâu khi ngoài kia là những niềm đau. Chưa phải lo có thằng anh thằng em là say. Biết làm sao con người yêu đã theo người ta. Chắc do là mình không tiền hay ở đâu mà ga thiết làm chi với cô gái mà nó chẳng có ga gì. Ôi thì cùng thằng anh em một hay ba vô nâng ly. Một ngày dài với nhiều suy nghĩ tiêu cực tao nằm ở trong đầu. Tao đặt câu hỏi, tao hỏi bản thân, tao không biết làm sao giàu. Tao đặt ước mơ lớn lên tao phải trở thành bác sĩ. Mà khi lớn lên mở mắt lại đi làm cu ly. Công việc càng ngày thì càng chắc đóng nhưng mà tao vẫn cứ làm. Tao làm để cho bản thân và cả gia đình không gọi là thằng ăn bám cứ như thường lệ. Và 6 giờ tối tao tan ca, tao trở về nhà tắm rửa sạch sẽ rồi làm vài ván visa. Đi ngắm thành phố càng ngày rộng lớn và càng lộng lẫy xa hoa. Và vừa từng bước trên nhau rồi lướt đi qua. Cũng có như cười, tao phải thân thiện mà tâm không thăng. Phải con đàn bà có tính chân thành nhưng mà cái tính thì nó lăng nhăng. Chữ người và cười thì chỉ có thể gọi là ăn hòa án. Đối xử với nhau theo kiểu người ta gọi ăn gọi chén. Do thì sao? Lòng người thì đâu ai biết được. Chỉ vì đồng tiền mà đem căn nhà của mình đem ra cá cược. Có người bước từ căn nhà hơi bị thối nát, mang theo thành trang để lên sự thành để tìm một đường lối thoát.